Em là Cường, hiện tại em sinh năm 91, đang kinh doanh. Còn em? Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Thái Thiên Kim, năm nay em 23 tuổi. Và em đang là giáo viên tiểu học. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Và tình yêu của các em nảy nở ra sao? Thì em với anh Cường gặp nhau là trên BTalk. Và thực sự thì qua chương trình này em cũng xin lỗi gia đình hai bên, vì em đã giấu gia đình hai bên quá lâu về chuyện này. Vì khi bố mẹ của anh, bố mẹ của em hỏi, em đều nói là chúng em quen nhau vì hai trường giao lưu văn hóa. Không sao đâu. Dạ vâng. Thì hai chúng em quen nhau trên BTalk, là cái chương trình mà mạng xã hội, là khi mà người ta cùng thích hình ảnh đại diện của nhau thì sẽ kết bạn với nhau. Thì em cùng thích ảnh anh này, nhưng mà không phải một mình anh này mà rất là nhiều anh. Tuy nhiên thì chỉ có một mình anh này là em cảm thấy là khi nói chuyện là em mê nhất. Thế gọi là khi nói chuyện là em đắm đuối luôn á. Mặc dù là lúc đó là em vừa chia tay người yêu xong, mà rất là đau khổ, gần như là đang trong trạng thái là trầm cảm luôn. Thì nhưng mà khi nói chuyện với anh này thì lại mê, mê khủng khiếp. Sau đó khoảng vài tuần thì anh nhắn chủ động cho em, nói là bây giờ anh đang rảnh, kêu em qua bên shop của anh chơi. Thì lúc em qua shop của anh chơi, em cũng đấu tranh tư tưởng nhiều lắm. Em nửa muốn đi, nửa muốn không. Thì em sau một hồi đấu tranh thì em quyết định là em đi. Thì em tưởng tượng cái người đó là sao? Trong tưởng tượng của em? Trong tưởng tượng của em, hình tượng anh trong đầu rất là soái ca. Dạ, soái ca. Dạ, lạnh lùng. Nhưng mà khi gặp rồi thì sao? Thì lúc đó mọi chuyện mới bắt đầu. Ủa là sao? Lúc đó em thấy anh, điều đầu tiên em muốn là dòng xe đi về. Nó trái ngược hoàn toàn với tất cả những gì mà em tưởng tượng ra, kể cả trái ngược hẳn với cái người mà đang nhắn tin với em trên mạng. Trái ngược hẳn luôn. Một người vừa ốm vừa lùn, nó lại nhiều râu nữa. Em sợ lắm, em sợ những người nhiều râu lắm. Trời ơi, em có tổn thương không? Chứ anh là thương tổn lắm rồi đó. Em sao em? Đi qua shop em thì... Đi bằng gì? Đi bằng xe máy, đi qua shop thì đi trên một cái xe quay. Quay mà quay độ. Quay độ. Trời ơi. Em rất là ghét xe độ. Đi qua đi quay độ, bỏ hai cái yếm ở hai bên. Mà xe rất là bốc, máy nổ ầm. Vợ em lúc đấy cũng rất là cá tính, tóc thì nhuộm highlight, tóc xoăn mì tôm nhuộm highlight, nửa dưới là màu hồng rất là rực. Lúc đấy hình như mới dùng kem trộn, đúng không? Kem trộn hot girl trắng mắc. Nhưng mà em có thích liền không? Em có thích vợ em không? Dưới thì em nhìn thì em kết liền. Có nghĩa là cảm xúc của em, vợ em khác nhau đúng không? Dạ, đúng rồi, trái ngược hoàn toàn. Dạ, sụp đổ. Còn chồng thì là quá thích đúng không? Thì đến bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ, cái lần chốt hạ để yêu nhau đó là lần hạ gặp thứ ba. Nhưng mà lý do gì mà em chuyển từ ghét mà em chuyển sang yêu được? Dạ, tại vì lúc đó là cái chuyện cũ của em á, là những cái khúc mắc trong lòng em đã gỡ được rồi. Em cũng đã quên rồi. Và với lại lúc đó em đã bắt đầu em mở lòng ra. Chính xác là em đưa anh đi xem phim. Rồi sao? Thì xong suốt. Dạ, thì cái khoảng cách khi ngồi xem phim nó gần. Nó gần quá mà. Thì đó, chắc ngồi gần nhau nên điện nó mới chạy được. Anh cứ cố tình áp sát mặt em. Dạ, bộ hỏi đúng không? Dạ, rồi đút bắp đút bỏng ngô cho em ăn đó. Rồi còn cái gì nữa không? Trong lúc đấy từ cho em xin cái khúc này xíu. Lúc đấy là em, bây giờ em nghĩ là em cảm giác như chắc là em bị gài kèo hay sao ấy. Em cầm cái hộp bắp ở bên này và em ngồi bên này. Em cầm một bắp chính xác là như thế này luôn. Và em ngồi ở bên, em cầm bắp bốc đưa lên. Và em ngồi như con cá ở bên đớp mồi vậy. Đưa ra đớp. Em cứ ngồi. Trong đời lúc đấy là chưa bao giờ em thấy một cái người nào ăn bắp rang bơ với cái tần suất là kinh nhanh đến như vậy. Kinh khủng. Liên tục. Cuối cùng hết luôn nguyên cái lon bắp không? Dạ hết, em nhận được có vài miếng à. Còn có điều gì ở vợ em có một sự đặc biệt gì đó mà em phải quyết lấy bằng được? Có một lần lúc em mới mở cái cửa hàng mới,
thì em có bị móc ví, có một người ta giả làm khách, người ta móc ví. Thì trong ví lúc đấy em có 20 triệu. 20 triệu với em lúc đó là tất cả gia tài, những gì còn lại của mình. Trời, lúc đấy em đang sinh viên thôi. Thì vợ em là cái người mà thứ nhất ở với gia đình và chi tiêu, thì vợ em cũng không phải là người có nhiều tiền, lúc đó cũng sinh viên thôi. Sau khi em bị mất ví, em có nhắn tin vợ em, thì một lúc sau vợ em đến, vợ em đưa cho em 200. Thì cái đó em giật mình, em bảo là sao mà vợ em có tiền. Thì vợ em cũng đưa 200, bảo là cầm tiền trong cái khoảng thời gian khó khăn thì cầm tiền lo tạm. Thật sự thì cái giá trị lúc đó nó... ống heo hả? Dạ không, em đi mượn người yêu cùng. Trời ơi. Thấy chưa, tôi mà không moi cái này ra là sao mà biết được cái chi tiết đây. Trời ơi, mà nó bạn trai em cao. Dạ vâng. Em hoang mang lắm, tự nhiên em không hiểu sao mà ổng mất ví mà em giống như là em cảm giác như là tận thế tới nơi rồi. Em không biết cách nào phải để phụ ổng được hết. Chỉ còn trong đầu em chỉ nảy ra được cái cách đó là duy nhất là có thể giúp. Thì bởi vì lúc mình hoạn nạn á, mình mới biết được là ai là cái người mà gọi là bên cạnh mình chân thành nhất. Nhưng mà hôm nay thì chắc các bạn ấy biết. Dạ chắc giờ chắc nó biết. Thôi bạn chương trình cảm ơn bạn. Rồi. Các bạn lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ 9 tháng. Nhưng mà em có con chưa? Dạ chưa ạ. Em đang lên để nhờ anh Bin chúc em ạ. Lên tay quá Bin, em quá rồi. Tiếng lành đồn xa, tiếng quá lành rồi. Đồn xa. Rồi 9 tháng ở chung với nhau thấy có điểm gì khác không? Ở bạn đời của mình ai có tật xấu gì xì ra không? Để cho vợ em kể trước, phần hay thì em kể sau. Chồng em có một cái đó là giờ dây thun. Mà dây thun mà ngâm dầu hôi á, chứ không phải là dây thun. Nó giãn ra đúng không? Dạ đúng rồi. Mà nó còn nhão nữa. Dạ đúng rồi, nó nhão luôn á. Ngâm dầu hôi nữa. Dạ. Rồi. Lúc đầu thì em giận hoài à. Nhưng đến một lần em phát hiện là ảnh đang ngồi chơi với em. Ảnh hẹn đối tác của ảnh là như là mấy giờ là ảnh đến. Nhưng đối tác đến rồi, ảnh vẫn ngồi chơi với em. Mặc dù em ra sức hối thúc, ảnh cứ thôi cho người ta đợi chút có sao đâu. Đó, nên em hiểu rồi, người này là trong máu rồi, chứ không phải là vì không tôn trọng mình nên thôi. Nên em tìm cách em thích nghi. Thứ hai là rất là khó tính. Những em nhân viên của chồng em là đều nói: chị My, sao chị My hay vậy, chị My ở với ổng được hay quá vậy. Rồi, khó tính luôn. Dạ khó tính lắm. Cái cuối cùng là hay ăn hiếp em. Anh hiếp em là như thế nào? Anh hiếp đánh lộn tay đôi. Dạ không, dạ không. Dạ không. Mạt sát, đánh lộn. Dạ không, hai vợ chồng em rất là văn minh. Kể cả gây lộn cũng vậy, không bao giờ nói nặng nhau. Nhưng có điều là ảnh hay giống như là ảnh cứ... Anh là người lớn và anh dạy lại cho con nít vậy đó. Nên em lúc này em cũng có cái mặc cảm là em bị ăn hiếp. Đó là như vậy. Là... Ủa là hai đứa ở riêng hay là...? Dạ ở riêng. Là lúc đó em chưa kiếm được việc làm, hai tháng đầu là chưa kiếm được việc làm. Là hầu như là chỉ trong cái tiền đi làm thêm ít ỏi với lại tiền của ảnh thôi. Thì em cảm thấy stress lắm. Suốt ngày có gì đâu mà tại sao cứ phải bù đầu cơm nước. Gì đâu mà mới nấu cơm bữa sáng xong quay lại chưa làm, chưa có chơi được gì hết, là tới cơm trưa rồi. Thì em stress cái thay đổi cuộc sống hôn nhân như vậy thôi. Vậy thôi thì... Dạ. Bây giờ tới bạn đó, bạn Cường. Người anh, người chồng, người thầy nữa. Sau khi cưới thì vợ em có một vài tật xấu. Rất là hay ngoáy mũi. Chết, tôi chết, sao lại nói chị? Cái đó là tật rồi chứ không phải là... Dạ, tại vì... Tại vì chứ lúc quen là em giấu kỹ lắm. Em tất cả mọi thứ em đều cho anh biết về em, trừ chuyện đó ra. Em giấu cho đến khi mà đã ở chung nhà rồi, không lẽ mình cứ nhịn hoài. Đâu có chịu nổi đâu, thôi lòi ra luôn. Vậy giờ còn không em? Dạ, sao bỏ được anh? Rồi. Cái ghiền đúng không? Dễ thương vậy. Rồi, tật xấu gì nữa? Nói xấu gì đặc biệt, có nó lạ lạ. Còn cái nữa là em mỗi lần mà ăn cái gì xong hay là uống một cái gì đó xong thì thay vì người ta phải rửa mồm rửa miệng rồi bắt đầu mới lăn lên giường chẳng hạn, thì vợ em tìm cách lăn vào người chồng. Giờ vẫn chưa hiểu lắm. Em thì trước giờ không có bị hôi nách, nhưng mà hiện tại thì nguy cơ là em sắp có. Trời ơi! Lần đầu tiên mà tôi nghe có một người coi như là xác định rằng là tôi có nguy cơ bị hôi nách. Lý do đó là sao vậy? Ví dụ như là có ai đó mà ăn bún đậu mắm tôm mà chưa rửa miệng chẳng hạn. Dạ. Mà cái đó mà vợ em hay xà vào người em để lau lau miệng lắm. Trời đất ơi,
Tức là lấy chồng làm cái nồi dẻ để lau miệng. Dạ. Mà cái nồi dẻ của ông chỗ cái khu vực rất là kỳ lắm à. Dạ, dạ. Cái chỗ nào nó giống cái nồi dẻ nhất ấy ạ? Nó giống như cỏ nồi ấy ạ. Dạ. Đó là hai cái sở thích rồi. Tức là dị của vợ em. Em có là cái niềm vui của em. Là em không biết sao nhưng mà thật sự em phát hiện là từ nhất là sau khi cưới nữa là trên người chồng em có một cái mùi em ghiền lắm, nó rất là thơm mà em đâu biết là em dụi từ từ nó vô khu vực đó đâu, em đâu có từng tức là chỉ lau miệng tỏa hương đây nè, chỉ lau miệng từ đây rồi chị cứ vúi vô lên đây cái ghiền luôn. Ừ. Em ơi, ngồi chuyện nghe mà tôi đứng ngồi nó chỉ với hàm hương không à. Anh chúc cho vợ chồng của Cường trong năm nay, năm Mậu Tuất sẽ có một cái tin vui, sẽ có một em bé một con xuất hiện trong gia đình nha. Trai gái gì cũng xinh xắn, đáng cảm yêu, mạnh khỏe và xinh đẹp như hai vợ chồng. Đấy, rồi, chúc cho em nha. Vui chưa? Dạ. Rồi.